Dạ, bonsai hoa kiển thanh nhàn xin kính chào toàn thể cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành và cũng như ủng hộ shop trong thời gian qua. Thì cô chú anh chị mình đã nhiệt tình ủng hộ shop thì cũng cảm ơn. Hôm nay thì mình sẽ lên một cái shop clip mới cho cô chú anh chị, giới thiệu đến cô chú anh chị một số cây bonsai hoa kiển để bàn như mai chiếu thủy, trung nu nè, trang sen ha cô chú, trang sen ấm tàn, hồng ngọc mai phôi, hồng ngọc mai ấm tàn chơi tết ha cô chú anh chị, trang phôi sam trái nè ha. Đa dạng mặt hàng các cô chú anh chị xăm miếng trái ấm tàn ha. Thì mời cô chú anh chị vào xem chi tiết cái clip ngày hôm nay ha cô chú anh chị. Hôm nay thì mình bán cũng có một số mặt hàng rất là rẻ ha, cô chú anh chị theo dõi được ủng hộ ha, một số combo giá rẻ luôn cô chú anh chị mình mua về mình nuôi trồng chơi tết ha. Thì clip hôm nay mã số là H ha cô chú anh chị ơi. Thì mã đầu tiên là H1, cây này hoành nó là 20 ha cô chú anh chị. Cây này là mai chiếu thủy trung nu da đen, cây đã được làm cây tỉ ha, điểm ấm tàn rồi, về cô chú anh chị mình nuôi thêm thôi. Cao là 18, tán ngang của nó là 28 ha cô chú anh chị. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mai chiếu thủy trung nu, ok. Và tiếp theo là mã H2 ha cô chú anh chị. Hai cây này hoành năm đó là 19 ha, cũng cây tàn đa dáng thiên nhiên đều ha. Cây này với cây kia mình chơi cặp cũng đẹp đó cô chú anh chị. Chốt cặp mình có giảm giá ha. Cây này cao 18, tán ngang 26 ha cô chú anh chị. Cây này thì xin giao lưu là 350.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. 350k. Bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị, mã số là H2 ha. Xin đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số H3 ha cô chú anh chị, một cây phơm trực lắc ha cô chú anh chị. Trực lắc ha, cây đã được điểm dây rồi hết rồi, giờ cô chú anh chị mình nuôi thêm thôi. Thì hôm nay mình bán cái giá cũng cực kỳ yêu thương cho cô chú anh chị mình, chốt nhanh lẹ ha. Hoành 18, cao 18, tán ngang này là 24 cm ha cô chú anh chị. Cây này giao lưu 300k thôi, bao cái ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Clip này đáng giá mềm mại cũng như chi ăn khách hàng ha cô chú anh chị. Hôm nay như thanh lý cho nó hết một đợt hàng cho mình, chuẩn bị mình về cây mới nên bán phục vụ tết cô chú anh chị mình ha. 300k thôi, nhanh lạ luôn. Rồi xin đổi cây. Rồi tiếp theo là mã H4 ha cô chú anh chị. H4 hoành là 18 ha, cao là 20 hơn ha, mình kể 20 đó, kể 20 thôi. Tán ngang là 25 ha cô chú anh chị, cũng là mai chiếu thủy trung nu ha. Thì cây này giao lưu 280.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Quá rẻ cô chú anh chị ơi. Giá rẻ mà còn bao ship nữa, chỉ bỏ ra 280.000 là có một cây về tới nhà mình chơi ha cô chú anh chị. Rồi, xin đổi cây nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì mình lên trang sen ha cô chú anh chị, cũng trang sen ấm tàn đế đẹp ha. Cây một gốc đế rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Để chạy đều ha, hoành em nó là 16, cao 16, tán ngang 26 ha cô chú anh chị. Mã số là H5. Giao lưu với cô chú anh chị mình cây này là 400k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha, 400k. Rồi, xin đổi cây ha cô chú anh chị ơi. Mình xem clip thấy không rõ thứ các bạn Zalo mình xem lại cây ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là mã H6 ha cô chú anh chị, cũng là một cây trang sen ha. Hoành là 17 ha cô chú anh chị, cao 16, tán ngang là 24 ha. Cây rất là khỏe luôn, cây vừa vô dây mình cạp hẹo lại mà nó cuốn rất là mạnh luôn cô chú anh chị. Giao lưu với cô chú anh chị mình 400k ha, 400k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Mã H6 ha cô chú anh chị, 400k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là mã H7 cô chú anh chị ơi, cây lùng lực ha, cây lùng lực đế đẹp, củ tròn do ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thích mini lùng lực mình chọn cây này ha, hoành nó là 16, cao chỉ 12 thôi cô chú anh chị, tán ngang 22 ha. Củ đế này chắc cũng cỡ 35 cm. Cây này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 380.000 ha cô chú anh chị ơi. 380k thôi, cô chú anh chị được một cái cây trang sen về chơi ha. Hai chậu đẹp là chơi rồi, để bàn ngắm rồi được rồi cô chú anh chị. Mã số là H7 thôi cô chú anh chị. Xin đổi cây. Rồi tiếp theo là mã H8 ha cô chú anh chị, cũng là trang sen luôn. Cây này rất là mạnh rồi cô chú anh chị, mới tỉa nhánh chinh rồi giờ nó lên tùm nữa ha.
là trang sang nấm tàn ha, đã được điểm lợp rồi. Cây này thì vành em nó là 16, cao 16, tán ngang nó là 22 cm ha cô chú anh chị, mã số là 8 ha. Cây này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Trang sang Nhật hay cô chú anh chị hoa màu đỏ. Cuối clip có mấy cái combo trang sang mini giá rất là rẻ ha cô chú anh chị mình, nhớ đón xem tới cuối clip ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mình lên sâm núi trái cô chú anh chị. Sâm núi trái là mã số này là H9 ha cô chú anh chị. Hoành em nó là 15. Cây cũng có thân cũng lắc lượng ha cô chú anh chị. Cốt cái chi đã được điểm sẵn hết ha. Đây cũng làm cốt chi sắp chi rồi cho cô chú anh chị. Về mình nâng thêm vành 15, cao 18, tán ngang 24 ha cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu là 400k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha, mã số H9 ha cô chú anh chị. Xem clip thấy em gõ cứ kết bạn Zalo xem loại cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là H10 ha cô chú anh chị. H10 là cây sam trái ha. Cây này vành ngang đây là 16. Chiều cao của em nó là 17, tán là 24 cm ha. Cây cũng có dáng siêu ha, dáng hơi siêu hơi nghiêng ha cô chú anh chị, cái trồng đã được định hình rồi ha. Về cô chú anh chị nuôi thêm sâm trái thì nuôi rất là nhanh cô chú anh chị, nó định hình rồi nó ra chi rất là mau ha. 400k bao cái ship toàn quốc, cây này đế rất là khá ha cô chú anh chị. Đổi cây. Rồi tiếp theo là mã sâm trái H11 ha cô chú anh chị, hoành năm đó là 14 ha, cao là 14, tàn 24 cm. Cây ấm mịn ha cô chú anh chị. Cây này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình chỉ 400k thôi cô chú anh chị, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Đế cũng rất là đẹp, thân nó cũng lắc lượng nha cô chú anh chị, thân lắc ha. Dây vô dây định hình rồi hết rồi cô chú anh chị, về nuôi thêm thôi. Xin đổi cây. Rồi tiếp theo là mã sam trả H12 ha. Cây này hoành là 12, cao 18 ha cô chú anh chị, hoành 12, cao 18, tàn là 22 cm ha. Thân nó cũng lắc ha cô chú anh chị, hồi nhỏ nó trồng ta bẻ sữa giờ nó liền nó dính chỗ này lên luôn. Hoành chỗ này là 20 ha, cao tổng nó là 18, tán ngang 22 cô chú anh chị, giá chỉ 300k thôi ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Sâm núi trái ha cô chú anh chị. Rồi mình xin đổi cây luôn. Tiếp theo mình lên hồng ngọc ha, hồng ngọc đã sửa bonsai ha cô chú anh chị. Đó, cây này thì hoành em nó là 13 cm ha cô chú anh chị. Hoành 13, sâm núi trái ha, đang chuẩn bị cho hoa, cho hồng ngọc mai ha cô chú anh chị, đang chuẩn bị cho hoa. Cao 14, tán ngang là 25. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k, bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị, 300k. Hồng ngọc mai, bơm trực lắc ha cô chú anh chị, xin đổi cây. Rồi tiếp theo mình lên một cây hồng ngọc mai mini nữa ha cô chú anh chị. Hồng ngọc mai mini, hoành là 11, cao 15, tán 21 cm ha. Cây này hôm nay bán cô chú mình 200k thôi, bao phí ship toàn quốc ha. Chỉ còn có hai cây mini nhỏ thôi, bán giá thanh lý cho cô chú anh chị mình luôn. H14 cô chú anh chị. Cô chú anh chị có nhã ý chốt hai cây thì mình có giảm giá cho cô chú anh chị luôn, nhanh lẹ ha cô chú anh chị. Nhanh lẹ đầu tuần lấy lọc luôn cô chú anh chị. Rồi xin đổi cây. Rồi tiếp theo H15 thì mình lên cái này là hồng ngọc mai ha, hồng ngọc mai nhưng mà cây thiên nhiên, cây tàn thiên nhiên, đế thì cũng có sắp sửa ha cô chú anh chị. H15 cây tàn thiên nhiên ha, cái này hoành nó là độ khoảng 10, hơn 10 ha cô chú anh chị. Cây này hoành là hơn 11, kể 11 thôi. Cây bên đây thì hoành là 10, chiều cao từ mặt chậu nó lên tới đỉnh là 30 ha. Cây cũng đang nụ, đang cho hoa rất là đẹp. Và cây này mình có thể mình về mình cắt bonsai được ha cô chú anh chị. Lùng lực cốt cành đều ha, có thể mình cắt bonsai được. Một cặp như gì là 350k ha cô chú anh chị, và bao phí ship ha, shop mình giao lưu là bao ship toàn quốc hết cho cô chú anh chị yên tâm. Cặp này thì 350k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Cô chú anh chị hợp nhãn thì liên hệ ủng hộ dùm shop, thì shop mình cũng có số lượng ha, mình lên mình quay tượng trưng cho cô chú anh chị là hai cặp ha. Đó là cái mặt hàng đó là mẫu như vậy đó cô chú anh chị. Hai cây này cũng lùng lực đế rất là đều ha, cũng có thể cắt bonsai được. Về cho cô chú anh chị mình đã gì mình cắt luôn. Cây này hoành là 10. Cây này hoành cũng là 10 luôn cô chú anh chị. Chiều cao từ mặt chậu lên là 30 cm, đế đều ha, đế đều đẹp. Thì một cặp như vậy đó là giao lưu 350.000, bao phí ship ha cô chú anh chị. Cũng mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị ha. Đây là mã H16 ha cô chú anh chị, hai cây rất là đẹp, đang chuẩn bị cho hoa luôn.
Rồi tiếp theo mình lên H17. H17 là trang sang 2 cây, combo 2 cây. Trang sang trình chậu sống khỏe đã xử lý đế rồi nha cô chú anh chị. Và cây này hoành em nó là 16. Thì cái lô này hoành nó tầm 16 17 cô chú anh chị. Cây này cũng 16 luôn. Cây này thì lùng lực cao là 14 cm ha. Hai cây mình giao lưu là 399k ha cô chú anh chị. 399k cho nó đẹp số ha, theo sự gợi ý của khách hàng. 399k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Nếu xem clip thấy không rõ cứ kết bạn Zalo xem lại cây nha cô chú anh chị. Xin đổi cây. Rồi tiếp theo một cặp nữa cũng là trang sen luôn cô chú anh chị. Hôm nay còn 4 cặp thôi. Cô chú anh chị mình mua thì nhanh tay ủng hộ ha. Mã là H18 ha. Cây này là hoành nó cũng tương đương như nãy đó cô chú anh chị. Cả 16 ha. Ở lô này mình lựa đều cây 16, 17 hoành. Cây này là 18 hoành nè. Cây đây 15 hoành. Nói chung là 15, 16, 17, 18 cô chú anh chị. Cặp này cũng 399k ha cô chú anh chị. Bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. H18 18 trang sen Nhật đậu cây. H19 nữa cô chú anh chị ơi. Lên tiếp theo một cặp trang sen nữa ha. Cũng mẫu vậy luôn cô chú anh chị. 19 399k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Cốt cành đều. Mình về mình vô dây bẻ sữa là nuôi nữa. Vô dây bẻ sữa là mình chơi như mấy cây đầu clip mình quay vậy ha cô chú anh chị. Trang sen Nhật 399k một cặp ha. Hoành nó tương đương nha cô chú anh chị. Rồi xin đổi cây. Rồi tiếp theo là cặp này là mã số H20. H20 thì hai cây này nó hơi nhỏ hơn những cái cặp kia tí xíu. Mình tính là 350.000 thôi cho cô chú anh chị mình ủng hộ nhanh lẹ luôn. Cây này hoành 15. Nhìn nó nhỏ hơn ha cô chú anh chị. Cây này hoành 16, cái cây 350.000 hay cô chú anh chị, riêng cặp H20 này là 350k. Còn mấy cặp kia thì 399k ha. Trang xem. Rồi H20 xin đổi cây cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo mình lên mã H21 là phôi trang sen phôi ha, trang sen phôi một cốt đế đẹp ha. Cây thì mình mới cắt gọt hẹo thôi. Chưa xử lý đế, cô chú anh chị mình về cứ cắt rút đế rồi mình vô chậu ha. Hoành em nó là 22 cô chú anh chị, cao là 9 cm, rồi đế là 40 ha cô chú anh chị. Mã H21 xin giao lưu là 250.000 ha cô chú anh chị. Cây này đế đẹp mà lùng lực nữa cô chú anh chị, siêu lùng luôn ha. Cây rất mạnh, bật mầm mà, mới cắt mấy bữa bật mầm ha cô chú anh chị. Xin đổi cây. Rồi tiếp theo là trang sang mã H22 ha cô chú anh chị. Cao là 18, đế là 38 ha. Cây đế quá trời cái đế luôn cô chú anh chị. 230k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Chốt số nhiều mình có giảm giá ha cô chú anh chị. 230k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Xin đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số H23. Hoành 18 ha cô chú anh chị. Cao là 13, nồi đế nó là 40 ha. Đế xuất sắc luôn cô chú anh chị ha. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 230.000 ha, bao phí ship toàn quốc luôn ha. 23 ha cô chú anh chị. Trang sang Nhật ha. Cô chú anh chị xem clip không rõ cứ kết bạn Zalo ha. Mình còn nhiều cây mình chưa lên clip nữa, cô chú anh chị muốn mua số nhiều cứ kết bạn Zalo liên hệ shop ha. Ok. Tiếp theo là H24 ha cô chú anh chị ơi, cũng là trang sang ha, lùng lực ha cô chú anh chị. Lùng lực phúc mang gót ngọn còn nhỏ xíu luôn nè cô chú anh chị, đế 24 giờ ha. Thì hoành là 18, cao 8, đế 38 ha. Rồi đế 38, cây này về mình cắt ngắn là mình cắt đế, thu đế vô mình chơi ép chậu rất là đẹp ha cô chú anh chị. 250.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Mã 24, 250k. Xin đổi cây. Rồi tiếp theo mã 25 ha cô chú anh chị. Mã 25 hoành là 19 ha cô chú anh chị. Cao là 9 cm, nồi đế 42 ha. Đế cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi, cây này giao lưu là 300k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. H25 ha cô chú anh chị. 25 trang sang Nhật ha, hoa màu đỏ, hoa rất là bền. Xin đổi cây.
Tiếp theo á, 26 là trang vàng lá nhỏ cô chú anh chị ạ. Trang vàng lá nhỏ, cây này hoành 18 ha, cao 15 cm ha cô chú anh chị, 200k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. 200k. Trang vàng lá nhỏ ha cô chú anh chị. Rồi xin đổi cây. Rồi tiếp theo là mã H27 cô chú anh chị ạ. 27 ha, hoành 18, cao 11, lùng lực ha cô chú anh chị, đế đều ha, cây này đế cũng khá ha. 230k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Trang vàng ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là H28 cô chú anh chị ạ. H28 ha, hoành 22, lùng lực cô chú anh chị, bút măng ha, cao có 10 cm thôi cô chú anh chị. Mã 28, xin giao lưu là 250k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Cô chú anh chị mình có chốt gặp đơn số lượng nhiều gì đó thì liên hệ với shop ha, mình có giảm giá ha, có giá sỉ cho cô chú anh chị luôn. Rồi H29 ha cô chú anh chị, hoành là 21 ha, hoành 21, cao 12. Cây này mình vẫn có thể mình về mình cắt lùng lực xuống nữa ha cô chú anh chị, chỉnh sửa lại theo ý thích cô chú anh chị ha, hoặc làm cây chực lắc hay gì đó, hạ đỉnh, cắt cành này bỏ hạ đỉnh xuống làm chực lắc luôn. 250k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Okay. Rồi tiếp theo là H30 ha cô chú anh chị ơi. 30 trang vàng lá nhỏ ha, trang vàng lá nhỏ. H30, cây này hoành là 21 ha cô chú anh chị ơi, hoành 21. Chiều cao của nó là cao này chắc khoảng tầm 12 13 thôi cô chú anh chị. Cao 12 cô chú anh chị ơi, một cốt tàn đa ha. Cây này giao lưu với cô chú anh chị 280.000 ha cô chú anh chị. Cốt chi rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Nuôi một cây bonsai thì ốc ok, 280.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. H30 đổi cây luôn cho cô chú anh chị. Rồi tiếp theo này, cặp này là H31 là sam núi trái ha, cây đã thuần chậu, cây này thì bao sống cho cô chú anh chị yên tâm ha, rễ nó ra rất là mạnh rồi mình mới vô chậu mình lên giao lưu với cô chú anh chị mình ha. H31 ha cô chú anh chị, 31 sam núi trái ha, đang lắc lượng rất là duyên dáng luôn. Thì cái này hoành nó tầm là trung bình 14-15 cm cô chú anh chị ạ. Mình đo hạ con cây bên đây cho cô chú anh chị mình xem. Hoành bên cây bên đây là 16 cm thôi cô chú anh chị, đo như vậy ha. Cây bên đây cũng 16 cm luôn. Đo luôn dưới này, còn mình đo lên trên này thì 13 cm. Đây ha cô chú anh chị. Đo hai vị trí cho cô chú anh chị xem. Cao là 25 cm. Giao lưu với cô chú anh chị một cặp là 400k thôi ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn, giá cũng cực kỳ yêu thương luôn. Xin bỏ ra ngoài. Rồi tiếp theo là cặp A32 cô chú anh chị. A32, hai cây sam núi trái, H32 chứ xin lỗi, H32. Hai cây này rất là đẹp ha cô chú anh chị. Hai cây này rất là đẹp ha. Quanh cây này là 17. Còn cây này cũng 17 luôn cô chú anh chị ơi. Đó, hai cây. Cặp này xin giao lưu là 450k ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Cao chắc tầm 20 cm cô chú anh chị. Cây này cuốn thẹo rất là tốt ha, tược ra rất là mạnh luôn. Nè, thẹo cuốn là rễ thì nó cuốn đầu rễ hết rồi cô chú anh chị. Thì loại này chắc ăn sống khỏe ha. Tại vì mình để cho nó ra rễ đâu đó mạnh hết thì mình vô chậu thì nó ok. Sao? Hàng gì hả? Rồi cái này thì lên trang đỏ ha, trang đỏ hôm nay giao lưu theo combo 4 cây 499k ha cô chú anh chị ơi, giá cực kỳ yêu thương. 4 cây có 499k bao ship tận vườn cho cô chú anh chị mình ha. H33 combo 4 cây này hoành nó là hôm nay mấy cây này chắc hoành nó trung bình cũng tầm 15 ăn lên cô chú anh chị. Cây này hoành 15 nè, cây nhỏ nhỏ anh lựa anh bán rẻ hết rồi. Cây này hoành 16 ha, cây này hoành 15. Đó, cây này hoành 16 luôn, một combo mini ha, cây này rất là khỏe ha, rã bắt mầm rất mạnh. Về cô chú anh chị mình cứ xịt bỏ hết bầu đất rồi mình vô chậu thôi. Combo 4 cây 499k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Hôm nay mình còn có 5 combo nữa thôi, mình lên mình bán cho nó hết luôn cô chú anh chị ha. Hết mình nhập cây mới về mình bán Tết cô chú anh chị, cũng sắp Tết là kiếm cây ha, bonsai hàng có tàn rồi mình bán ha. Rồi tiếp theo là cặp combo này là H34 ha, combo này cây cũng to đẹp cô chú anh chị,
H34 cô chú anh chị. Trang đỏ lá nhỏ ha cô chú anh chị ơi. Cây mầm rất là mạnh ha. Cây này hoành là 17. Cây đây hoành là 14 ha, nó có cây lớn thì nó có cây hơi nhỏ, cây này 17 luôn. Lô này chỉ có một cây hơi nhỏ là 14 thôi. Cây đây hoành 18 luôn nè cô chú anh chị. 499k. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. H34 499k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị ơi. Giá cực kỳ là ưu thương. 499k bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo là H35. Con này cũng cây đẹp đẹp không rồi cô chú anh chị. Lô này sao dòm lại cây đẹp không nè. H35 ha cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị mình có chốt thì nhớ mã số ha cô chú anh chị ơi. Cộng mã số mình báo shop ha. Cây này hoành 17. Cây này mình cây bên đây mình đo bỏ cái cây tử ra luôn đi là hoành nó là 16 ha, mẫu tử ha. Chung hôm nay mình bán giá cực kỳ yêu thương cây này hoành 18 ha. Cây này hoành là 16. Rồi cây này đẹp không cô chú anh chị ơi. 499k. Bao phí ship toàn quốc ha. Còn mấy combo mình bán hôm nay cho nó hết luôn. Cô chú anh chị nào chốt số lượng nhiều thì ủng hộ shop ha, có giảm giá ha. Rồi, xin đổi cây. Rồi, rồi mình còn mấy cái combo trang sen nữa ha cô chú anh chị. Nhớ đón xem ủng hộ ha. Rồi, combo này là mã 36. 4 cây luôn. Mầm rất là khỏe cô chú anh chị ha. Mấy cây này thì hoành nói chung là trên 15 hết cô chú anh chị, mình bảo đảm là trên 15 ha. H36 ha cô chú anh chị. Trang đỏ lá nhỏ ha cô chú anh chị. Mình xem trên clip thấy không rõ, cây này hoành 16 ha. Trên clip thấy không rõ anh cứ kết bạn Zalo mình xem lại cây 16 luôn cô chú anh chị. Cây này hoành 15. Cây này hoành 16. Combo 36 ha. 499k. Combo này giao lưu đồng giá cô chú anh chị. Có 5 combo ha. Cô chú anh chị nào lấy hết luôn ha. Mình ship chung chỗ luôn về nuôi chồng cô chú anh chị ơi. 5 một hàng á. Rồi tiếp theo là combo mã số 37 ha. Cũng là trang đỏ ha cô chú anh chị. Combo 37. Trang đỏ lá nhỏ ha, 4 cây. Cây này rất là mạnh luôn cô chú anh chị, coi mầm nó ra. Về cứ cắt bầu rồi mình bư đất mình vô chậu ha, hoặc là mình ngâm nước cho nó mềm mình xịt. Cây này hoành 16. Cây này hoành 16 ha cô chú anh chị. Cây này hoành 16 luôn. Cây này hoành 18 ha. Rồi 4 cây. Mã số là 37. Mã 37 ha cô chú anh chị ơi, 4 cây. 499k bao phí ship toàn quốc ha. Mã 37 ha cô chú anh chị. Trang đỏ lá nhỏ ha, cô chú anh chị mình xem clip thấy hợp nhãn ủng hộ dùm shop. Rồi tiếp theo mình lên combo trang sen ha cô chú anh chị. Mã 38 ha. Cũng là 4 cây trang sen này, trang sen mini ha. Thật dài rồi, về vô dây bẻ sửa thoải mái ha. Đế thì bao đế luôn cô chú anh chị. Đế whip luôn tại đế cũ ha. Combo này mã 38. Đế này đã xử lý đế vô chậu từ nhỏ về bao cô chú anh chị. Mình khui mình thay qua ép chậu mỏng mình chơi ha. H38 ha cô chú anh chị. 4 cây là 499k luôn. Cây này hoành là 11 ha. Hàng này hàng mini ha cô chú anh chị, nên giá nó rất là mềm mại rồi. Cây này hoành 10. Thì nói chung cái lô này mình bán là hoành trung bình nó là 10 đó cô chú anh chị. Có cây thì hơn, có cây 12, 13 nữa. Cây này hoành 11 ha, mình bán trung bình 10. Ví dụ có cây nhỏ hơn 10 thì nó sẽ có cây 12, 13 kèm vô ha.
có cây thì cũng đang hoa nè cô chú anh chị, về mình tỉa mình chơi Tết ha, hoặc là vô dây bẻ sữa cô chú anh chị yêu thích mà mini để bàn đó, mình lấy combo này về mình sửa xong thay chậu đẹp chơi cô chú anh chị. Combo 38 ha cô chú anh chị, 499k, bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Rồi mình xin đổi cây. Rồi combo tiếp theo mã 39 ha cô chú anh chị. Mã 39 đó cũng là 4 cây luôn. Cây lùng lực ha cô chú anh chị. Cô chú thấy không rõ mình kết bạn Zalo mình chụp lại từng cây cho cô chú anh chị xem ha. Đây. Hoành nói chung là bao trên 10 dưới trên ha cô chú anh chị ơi. Anh mua mình cũng đã lựa rồi. Hoành là 10 nè. Mình nghe cổ rễ cây này là 10 luôn nè cô chú anh chị. Có một cây to nhất trong cái top này cỡ 13 hoành. Cây to nhất 13 hoành nè cô chú anh chị ơi. Đó combo 4 cây. 499k ha cô chú anh chị ơi. Mã 39 ha cô chú anh chị, cứ chốt mã số 39 là mình sẽ ship tận vườn cho tận nhà cho cô chú anh chị luôn. 4 cây nó đang hoa rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị ơi. Combo này là 4 cây. Rồi tiếp theo combo này cũng 4 cây. 4 cây này cũng rất là đẹp cô chú anh chị, đế rất là đẹp luôn. Mã là 40 ha. Có một cây lớn nhất hoành đo được là 13. Cây hoành là 10. Cây này hoành là 10. Cái này mình giao lưu theo combo ha cô chú anh chị ơi. Cây này hoành chính ha. Hoành chính nên nó có một cái cây lớn nó kèm nè cô chú anh chị. Mình giao lưu theo combo gì cho nó dễ cô chú anh chị khỏi đổi ha, để nhiều khi cô chú anh chị đổi cây này qua combo kia hơi khó. Muốn mua cây lớn thì liên hệ mình cung cấp cây lớn ha cô chú anh chị. Tại vì combo nó có một cái cây lớn nó kèm cây nhỏ, nó gánh qua gánh lại. Nên mình bán giá rất là mềm mại ha, lớn nó cũng như mình mua cây lớn tặng cây nhỏ vậy đó cô chú anh chị ơi. Còn cô chú anh chị muốn mua cây lớn không thì mình liên hệ với shop mình lấy thứ khác. Rồi combo này cũng 499k ha, nhưng mã số là 40 ha cô chú anh chị ơi. Rồi xin đổi cây. Rồi tiếp theo combo này mã số 41 ha, cũng là cái combo mã số cuối của clip ngày hôm nay ha cô chú anh chị. Đó cũng là 4 cây trang đỏ lá nhỏ ha. Rồi mình đo cây nhỏ nhất này trước, cây hoành như cây nhỏ nhất hoành là 9 ha. Rồi kế đó là hoành 9 luôn. Hai cây bên đây thì bên đây hoành 13. Bên đây hoành nó là 11. Nó hoành nó nhỏ nhưng mà cái đế nó một củ đặc luôn nè cô chú anh chị. Cũng là 499k, bao phí ship toàn quốc luôn ha. Về vô dây bẻ sữa hoặc là cắt tỉa thoải mái luôn ha cô chú anh chị. Tính ra cây nó có khoảng 100k, tại vì mình bao ship cho cô chú anh chị hết mấy chục ngàn tiền ship rồi. Tiền ship và đóng thùng cho cô chú anh chị, tiền thùng mút nữa. 41 cũng là mã cuối của clip hôm nay ha cô chú anh chị ơi. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành và ủng hộ shop ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các clip tiếp theo.